Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Câu chuyện quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, sau hàng chục năm cải cách mở cửa, sức mạnh của Trung Quốc đã có thay đổi vượt bậc, lần lượt bỏ xa các cường quốc khác. Năm 2010, tổng sản phẩm quốc dân của Trung Quốc đã vượt Nhật, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ và tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn Mỹ. Trung tâm nghiên cứu kinh tế và kinh doanh CEBO của Vương quốc Anh từng dự báo Trung Quốc sẽ vượt Mỹ, trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2028. Tuy nhiên, trong báo cáo cập nhật mới đây, tổ chức này đã lùi thời điểm thêm 2 năm, tới năm 2030. Từ lâu trong giới học giả Trung Quốc đã hình thành thuyết Trung Quốc vượt Mỹ. Dường như từ sau ngày ông Tập Cận Bình lên cầm quyền, một số học giả và Viện Nghiên cứu Chính sách Nhà nước Trung Quốc càng hăng hái đưa ra các kết quả nghiên cứu khoa học chứng minh sức mạnh của Trung Quốc trên một số mặt đã vượt Mỹ từ rất sớm. Những công bố đó làm nức lòng dân chúng trong nước, hình thành thuyết Trung Quốc vượt Mỹ. Nhân vật tiêu biểu của thuyết này là giáo sư Hồ Án Cường, Giám đốc Viện Nghiên cứu Tình hình Trung Quốc thuộc Trường Hành chính công của Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh, một cơ sở nghiên cứu khoa học hàng đầu Trung Quốc. Hồ Án Cường thuộc phái học giả theo chủ nghĩa thắng lợi, ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa xã hội và Đảng Cộng sản Trung Quốc, hết lời ca ngợi chế độ xã hội của Trung Quốc tiên tiến nhất trên thế giới. Tháng 7 năm 2013, ông viết trên Nhân dân Nhật Báo, so với xã hội dân sự ở phương Tây, xã hội nhân dân tỏ ra ưu việt hơn. Đó là một sáng tạo đổi mới vĩ đại về lý luận và thực tiễn của Trung Quốc. Hồ Án Cường viết trên Thời báo Hoàn Cầu, chế độ lãnh đạo tập thể của Bắc Kinh ưu việt hơn chế độ tổng thống ở Mỹ hoặc chế độ nghị viện ở Anh. Ông ủng hộ hệ thống doanh nghiệp sở hữu nhà nước. Hồ Án Cường viết và nói rất nhiều để ca ngợi ông Tập Cận Bình và tuyên truyền cho thuyết Trung Quốc vượt Mỹ, là tác giả khá nhiều sách về chủ đề kinh tế, trong đó có sách tiếng Anh tạm dịch là Trung Quốc năm 2020, một siêu cường kiểu mới, xuất bản năm 2011. Trang mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chính phủ Trung Quốc cũng như các báo lớn nhất Trung Quốc đã đăng nhiều bài viết của ông. Có thể coi thuyết này được chính thức công bố từ ngày ông Hồ Án Cường đăng trên học báo Đại học Thanh Hoa số 1 năm 2015, bài đánh giá quốc lực tổng hợp Trung Quốc-Mỹ năm 1990-2013. Trong bài, những thành tựu mới của lý luận trị quốc Tập Cận Bình kể từ Đại hội 18 tới nay, công bố tháng 12 năm 2016, Hồ Án Cường viết, năm 2010, Trung Quốc đã trở thành nước lớn nhất thế giới trong ngành chế tạo. Năm 2013 là nước xuất nhập khẩu hàng hóa lớn nhất. Năm 2014 là nền kinh tế lớn nhất toàn cầu. Trung Quốc đã tiến vào trung tâm vũ đài thế giới, phát huy tác dụng lãnh đạo toàn cầu. Thuyết Trung Quốc vượt Mỹ được truyền thông Trung Quốc tuyên truyền rùm beng sau khi vào tháng 1 năm 2018, ông Hồ Án Cường công bố bản báo cáo khoa học tổng kết đánh giá tình hình mọi mặt của Trung Quốc và so sánh với Mỹ, rút ra nhận định Trung Quốc đã bước vào thời kỳ đuổi kịp và vượt qua toàn diện nước Mỹ. Trong đó về thực lực kinh tế đã vượt Mỹ năm 2013, khoa học kỹ thuật đã vượt Mỹ năm 2015, sức mạnh quốc gia tổng hợp đã hoàn thành vượt Mỹ từ năm 2012. Đến năm 2016, ba sức mạnh này của Trung Quốc so với Mỹ bằng 1,15 lần, 1,13 lần và 1,36 lần, đứng thứ nhất thế giới. Ngoài ra về sức mạnh quốc phòng, ảnh hưởng quốc tế và sức mạnh mềm về văn hóa, Trung Quốc cũng đang tăng tốc đuổi và vượt Mỹ. Những kết luận trên đã gây ra phản ứng ồn ào trong dư luận Trung Quốc. Không ít dân mạng Trung Quốc cực kỳ phấn khởi, tin chắc là nước mình đã vượt Mỹ, đánh giá đây là một báo cáo có ý nghĩa thời đại. Dù vậy, thuyết Trung Quốc vượt Mỹ của Hồ Án Cường đã gây ra phản cảm ở một số học giả và quan chức, những người hiểu rõ tình trạng lạc hậu của Trung Quốc, nhất là về văn hóa và về khoa học kỹ thuật. Trong hội nghị lần thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Chính hiệp khóa 12 tháng 11 năm 2015, Bộ trưởng Công nghiệp và Thông tin Trung Quốc Miêu Vù khi giải thích kế hoạch Trung Quốc chế tạo 2025 từng nói, Trung Quốc cần 30 năm để trở thành cường quốc chế tạo. Hiện nay ngành chế tạo toàn cầu gồm 4 thê đội. Thê đội thứ nhất là Mỹ, trung tâm sáng tạo đổi mới khoa học toàn cầu. Thê đội thứ hai gồm Liên minh châu Âu và Nhật Bản thuộc lĩnh vực chế tạo cấp cao. Thê đội thứ ba thuộc lĩnh vực chế tạo cấp trung và thấp, chủ yếu là các nước mới nổi, trong đó có Trung Quốc. Thê đội thứ tư là các nước xuất khẩu tài nguyên gồm OPEC, châu Phi, Mỹ Latin. Về xếp hạng sức mạnh khoa học kỹ thuật toàn cầu, số 1 là Mỹ, thứ hai là Anh, thứ ba là Nhật, sau đó đến Pháp, Đức, Phần Lan, Israel, Thụy Điển, Ý, Canada. Thứ 11 đến thứ 19 là Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Sĩ, Australia, Na Uy, Bỉ, Nga, Singapore, Hàn Quốc, không có Trung Quốc. Trong năm cấp bậc về sức mạnh khoa học kỹ thuật toàn cầu, Trung Quốc ở vào cấp 4. Khi trả lời phỏng vấn của đài truyền hình Phượng Hoàng, nhà kinh tế nổi tiếng Long Vĩnh Đồ, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại thương Trung Quốc, nguyên trưởng đoàn Trung Quốc trong cuộc đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, nguyên Tổng thư ký Diễn đàn Bắc Ngao cho biết, kết quả nghiên cứu của Hồ Án Cường dẫn đến quan điểm nói Trung Quốc đã vượt Mỹ về thực lực kinh tế, thực lực khoa học công nghệ và quốc lực tổng hợp là sai lầm. Quan điểm ấy đã có tác dụng dẫn dắt sai lầm dư luận trong nước. Ở nước ngoài, quan điểm ấy gây ra tác dụng dẫn dắt sai lầm càng lớn hơn.
Xưa nay Trung Quốc chưa bao giờ coi việc vượt Mỹ về thực lực kinh tế là tiền đề trong xử lý quan hệ với Mỹ. Trung Quốc dù về thực lực phát triển, tố chất con người hay sức mạnh tổng hợp quốc gia đều còn có khoảng cách rất xa so với Mỹ. Trung Quốc cần có cảm giác áp lực và nguy cơ để không ngừng nỗ lực đuổi kịp trình độ tiên tiến của thế giới, chứ không phải là lâng lâng tự sướng. Ngày 21 tháng 6 năm 2018, Lưu Á Đồng, tổng biên tập Nhật báo Khoa học và Kỹ thuật công khai phát biểu: "Về khoa học kỹ thuật, chúng ta còn cách Mỹ và các nước phát triển một khoảng cách rất lớn, điều đó ai cũng biết. Ngày nay, những thành tựu khoa học kỹ thuật khiến chúng ta mừng rỡ khôn xiết, ví dụ máy bay cỡ lớn thì người ta đã có từ nửa thế kỷ. Một số dự án lớn giờ đây ta đang gian khổ tiến hành như đưa người lên mặt trăng thì nước Mỹ từ năm 1969 đã thành công lớn. Thế mà ở ta vẫn có một số người lúc thì nói bốn tân đại phát minh, lúc thì nói đuổi và vượt Mỹ toàn diện, trở thành nhất thế giới. Nếu Trung Quốc cho rằng mình có thể sớm thay thế Mỹ, trở thành quốc gia dẫn đầu khoa học kỹ thuật thế giới thì đó chỉ là sự tự lừa dối." Phái bành vực thuyết Trung Quốc vượt Mỹ đã viện dẫn nhiều tư liệu để chứng minh họ đúng. Ví dụ, họ chứng minh cách tính tổng sản phẩm quốc nội GDP hiện nay là chưa hợp lý. Nếu tính GDP theo sức mua ngang giá thì một báo cáo của Quỹ tiền tệ quốc tế năm 2014 cho biết ngày năm đó GDP của Trung Quốc đã vượt Mỹ. Trung Quốc còn nhất thế giới về nhiều mặt. Ví dụ, cuối năm 2016 có 22.340 km đường sắt cao tốc, chiếm 60% tổng chiều dài đường sắt cao tốc toàn cầu. Trong khi đó, Mỹ chưa hề có đường sắt cao tốc. Trung Quốc có vệ tinh lượng tử, vệ tinh thăm dò vật chất tối, tàu ngầm giao long lặn sâu nhất thế giới, dẫn đầu về nghiên cứu phản ứng nhiệt hạch kiểm soát được. Cuộc tranh cãi nói trên lắng dần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nâng cấp các tranh chấp buôn bán Trung Mỹ thành chiến tranh thương mại, bắt đầu với vụ trừng phạt tập đoàn ZTE, tức Trung Hưng, gã khổng lồ công nghệ thông tin của Trung Quốc. Do ZTE vi phạm lệnh cấm bán cho Iran các sản phẩm dùng công nghệ Mỹ, ngày 7 tháng 3 năm 2016, Mỹ ra lệnh hạn chế bán sản phẩm cho ZTE. Lệnh này có thể sẽ làm ZTE bị phá sản vì mọi sản phẩm của họ đều dùng sản phẩm và dịch vụ của Mỹ như chip của Qualcomm và Intel, hệ điều hành của Apple và Google. Vì thế tháng 3 năm 2017, ZTE ký thỏa thuận hòa giải, nhận tội, chịu nộp phạt 892 triệu đô la và ký quỹ 300 triệu đô la thay các nhân viên liên quan. Ngày 16 tháng 4 năm 2018, với lý do ZTE vẫn lừa dối, bịa đặt và tái phạm thỏa thuận hòa giải, Mỹ tuyên bố cấm các công ty Mỹ giao dịch với ZTE trong 7 năm, tức tới ngày 13 tháng 3 năm 2025. Lệnh cấm này làm tê liệt hoạt động của 75.000 nhân viên ZTE và ZTE phải ngừng giao dịch cổ phiếu trên các sàn chứng khoán. 8 tuần sau, để đổi lấy sự dỡ bỏ lệnh cấm, ZTE phải chịu nộp phạt 1 tỷ đô la Mỹ, ký quỹ 400 triệu và phải thuê nhân viên quản lý người Mỹ. Khi giao dịch trở lại, cổ phiếu ZTE rớt giá 39%. Ngày 7 tháng 6, Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt. ZTE ước tính vụ này bị lỗ hơn 3 tỷ đô la. Một nhà báo Trung Quốc viết, nếu không vì lão điên Trump gây ra cuộc chiến tranh thương mại, thì có lẽ chúng ta vẫn còn say sưa với kỳ tích kinh tế 40 năm qua và vòng hào quang nước lớn trỗi dậy tới mức chưa tỉnh. Vì sao một đại gia công nghệ lớn nhất nhì Trung Quốc như ZTE chỉ một đòn đã gục ngã? Đó là vì họ phụ thuộc vào nguồn chip cấp cao của Mỹ. Chip của Mỹ chiếm 60% vật liệu làm bộ xử lý trong điện thoại di động của ZTE. Trung Quốc tiêu thụ sản phẩm bán dẫn nhiều nhất thế giới, hàng năm nhập khoảng 230 tỷ đô la tiền chip, hơn cả tiền nhập dầu mỏ. Công nghệ chip của Trung Quốc quá lạc hậu, chủ yếu chế tạo chip theo kiểu gia công và chỉ dùng cho sản phẩm cấp thấp. Mỹ, Nhật Bản, châu Âu sản xuất nhiều chip nhất. Trung Quốc chế tạo 77% lượng điện thoại di động toàn cầu, nhưng chỉ 3% dùng chip Trung Quốc. Trước khả năng thiệt hại cực lớn từ vụ ZTE, Trung Quốc lập tức đàm phán với Mỹ, hai bên đồng ý ngừng chiến tranh thương mại và tiếp tục thương lượng. Từ đầu tháng 8 năm 2018, các mạng xã hội ở Trung Quốc dấy lên phong trào chống tuyên truyền khoa trương khoác lác, xuất hiện tiếng nói đòi hạ bệ các học giả theo chủ nghĩa thắng lợi, trong đó Hồ An Cương bị nhiều người phê phán, chế nhạo. Báo South China Morning Post ngày 3 tháng 8 năm 2018 đưa tin, một nhóm cựu sinh viên tốt nghiệp Đại học Thanh Hóa những năm 80 vừa gửi thư ngỏ tới Khâu Dũng, hiệu trưởng trường này đòi sa thải Hồ An Cương vì những phát ngôn gây tranh cãi của ông. Ngay cả Hồ Thích Tiến, tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu, một tờ báo sặc mùi chủ nghĩa dân tộc cũng viết, một học giả nổi tiếng tuyên truyền rằng quốc lực tổng hợp của Trung Quốc đã vượt Mỹ. Tôi cảm thấy lo lắng sâu sắc về phán đoán ấy. Xã luận ngày 1 tháng 8 năm 2018 của báo này nêu ra 8 điều Trung Quốc cần làm, trong đó điều thứ nhất là về chiến lược phải giữ thái độ khiêm tốn và thế thủ, trong bất kỳ tình hình nào cũng không được chủ động khiêu khích Mỹ và thể hiện cho Mỹ thấy mặt mạnh của Trung Quốc. Dân mạng Trung Quốc đã moi ra nhiều tin về sự lạc hậu của nước mình, như Mỹ có 10 tàu sân bay hạt nhân, Trung Quốc có 2 tàu loại nhỏ chạy diesel, hỏa lực của chiếc tàu sân bay Liêu Ninh chưa bằng 1/4 chiếc Kitty Hawk của Mỹ đóng năm 1960, cho nghỉ hưu năm 2009. Tướng Trung Quốc Trương Triệu Trung nói, giả định về quân sự Mỹ cứ đứng yên thì chúng ta cũng cần tới 24 năm mới đuổi kịp.
Trung Quốc đi sau Mỹ rất xa trong lĩnh vực tập trung nhiều khoa học kỹ thuật đỉnh cao là thám hiểm vũ trụ. Các năm 1969-1972, Mỹ đã đưa 12 người đáp xuống mặt trăng rồi trở về. Tàu không người lái Chang'e 5 của Trung Quốc dự kiến phóng cuối năm 2017 để lượm đất mặt trăng đem về, nhưng vẫn trục trặc, phải đến tháng 11 năm 2020 mới được phóng thành công. Tên lửa Trường Chinh 5 mạnh nhất của Trung Quốc có sức chở 25 tấn, còn tên lửa Falcon Heavy của một công ty tư nhân Mỹ chở được 63,8 tấn. So về quyền lực mềm thì Trung Quốc càng lép vế. Văn hóa lễ giáo đảo khổng hạn chế sức sáng tạo, tính độc lập. Văn hóa doanh nghiệp Trung Quốc vẫn còn chỗ cho sự dối trá. Trung Quốc đầu tư lớn lập hàng ngàn viện và lớp học khổng tử khắp toàn cầu, nhưng kết quả quảng bá văn hóa Trung Quốc rất hạn chế. Văn học Trung Quốc đương đại không có tác phẩm nào gây tiếng vang trên thế giới. Hán ngữ không được hoan nghênh và phổ cập toàn cầu như tiếng Anh. Một nhà báo Trung Quốc viết, cái đáng sợ nhất của nước Mỹ là họ có sức sáng tạo rất mạnh mẽ. Có thể thấy, cú gục ngã của tập đoàn ZTE trở thành liều thuốc thử chứng tỏ thuyết Trung Quốc đã vượt Mỹ thiếu căn cứ đứng vững. Qua đó, Trung Quốc bắt đầu thấy họ cần tỉnh táo nhận rõ các mặt mạnh yếu của mình. Trước búa rìu dư luận, ông Hồ An Cương khi trả lời phỏng vấn của mạng tin tức Trung Quốc đã bày tỏ không bình luận về những đánh giá đối với bản thân ông. Ông nói, những kết luận của ông được rút ra từ các luận chứng nghiên cứu học thuật nghiêm túc, không thể dựa vào cảm giác phán đoán mà tự nói lời của cá nhân. Ông đề nghị những người phê phán hãy đọc các bài viết rồi đối thoại học thuật. Trang tin đa chiều của Trung Quốc cho biết ông Hồ An Cương đã nói với các nhà báo, tôi đã tới Mỹ, tôi hiểu rõ nước Mỹ, tôi nhận biết Mỹ, tôi nghiên cứu Mỹ. Các ông cho rằng tôi chỉ là một chuyên gia về tình hình trong nước Trung Quốc sao? Những bài viết về sức mạnh tổng hợp đất nước Trung Quốc, kể cả bài đăng trên mạng, đó không chỉ là cần có sự nghiên cứu khoa học, mà còn cần phải có dũng khí,